Thưa quý vị và các bạn, với niềm đam mê sáng tạo cùng trí tưởng tượng và bàn tay khéo léo, chị Mai Anh Phương, ngụ khóm Tân Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên đã quyết tâm khởi nghiệp làm tranh bằng lá bồ đề. Tuy buổi đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với ý chí và sự nỗ lực của mình, hơn một năm nay, chị đã tạo nên những sản phẩm tranh nghệ thuật vô cùng độc đáo, có giá trị thẩm mỹ cao. Và sản phẩm tranh lá bồ đề của chị đã được đánh giá cao tại cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ 5 năm 2021 và được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận là một trong 14 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm ô cốp năm 2022 với hai sản phẩm tranh lá bồ đề gân nghệ thuật và tranh lá bồ đề khô nghệ thuật. Là người đam mê nghệ thuật, đặc biệt với dòng tranh thư pháp, chị Mai Anh Phương thường vẽ trang trí trên các loại cây ăn trái để bán trong dịp Tết Nguyên Đán. Từ một lần tình cờ nhặt lá bồ đề trong chuyến tham quan, đem về vẽ chữ thư pháp để tặng bạn bè, người thân gia đình. Nhận thấy sự yêu thích của mọi người đối với sản phẩm này, chị Phương đã tìm tòi, nghiên cứu và quyết định khởi nghiệp với dòng sản phẩm tranh lá bồ đề. Chủ đề tranh lá bồ đề do chị Phương làm ra cũng khá đa dạng về chủng loại, để khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa để trang trí trong gia đình, cửa hàng hoặc cơ quan đơn vị, như tranh về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thư pháp, hoa bồ đề, cây bồ đề, bướm, vân vân. Đặc biệt, chị Phương hướng tới những sản phẩm mang những thông điệp tích cực về gia đình và cuộc sống, giúp khách hàng có cái nhìn tích cực, lạc quan hơn. Vì thế, dù chỉ hơn một năm khởi nghiệp, thế nhưng những tác phẩm của chị đã tạo được dấu ấn khác biệt. Qua một năm hoạt động thì cơ sở cũng đã phát triển được rất là nhiều sản phẩm mới, như là sản phẩm tranh lá bồ đề in trên mica cảnh quê hương An Giang, mà cái sản phẩm đầu tiên là cơ sở in hình ảnh nhà sàn Bắc Tôn, thì trong đó cũng có quét cái mã QR code để mà có một cái video giới thiệu về nhà sàn Bắc Tôn. Ngoài ra thì cơ sở cũng cho ra đời những sản phẩm mới như là tranh thêu trên lá bồ đề, rồi tranh đồng hồ in hình những chú mèo xinh xắn, lá bồ đề in hình để làm sản phẩm móc khóa treo hoặc là để ốp lưng điện thoại. Để cho ra thị trường các sản phẩm tranh lá bồ đề đầy ý nghĩa, chị Phương phải mất khoảng 2 tháng để lựa chọn xử lý nguyên liệu. Đầu tiên là khâu chọn lá. Chỉ những chiếc lá già mới được sử dụng vì gân lá cứng khó gãy, độ bền lâu hơn. Sau khi thu hoạch từ trên cây hoặc nhặt lá đã rụng, lá sẽ được ngâm nước cộng với một ít hóa chất đến khi thịt lá mềm. Sau đó sẽ dùng bàn chải chà nhẹ nhàng lên thân lá để loại bỏ phần thịt. Chỉ còn lại phần gân. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, công đoạn tiếp theo là chế tác. Tùy theo ý tưởng mà chị lựa chọn các loại gân lá có kích thước, hình dáng thích hợp. Cuối cùng là khâu hoàn thiện sản phẩm, đóng khung hoặc ép nhựa. Các công đoạn đều thực hiện bằng tay nên mất nhiều thời gian, đồng thời đòi hỏi sự tỉ mỉ tinh tế của người thực hiện mới cho ra tác phẩm ưng ý. Theo chị Phương, để hoàn chỉnh một bức tranh phải mất từ vài ngày đến vài tuần tùy chủ đề, kích thước do khách hàng đặt, giá mỗi bức tranh dao động vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Gửi gắm cả tâm tư và sự sáng tạo vào những bức tranh, các tác phẩm của chị ngày càng được nhiều người yêu mến. Cũng từ đó, những bức tranh lá bồ đề đầy sáng tạo không chỉ được nhiều người ở địa phương biết tới mà còn theo chân du khách gần xa đến với nhiều nơi trong cả nước. Kế hoạch sắp tới của cơ sở là sẽ cho ra đời nhiều sản phẩm mới nữa, mà có những sản phẩm là độc lạ hoặc là độc quyền trên thị trường, với những cái mẫu mã thiết kế đẹp phù hợp với cái sở thích của người tiêu dùng. Thứ hai là cơ sở sẽ phát triển những cái ở những cái địa bàn có cái du lịch phát triển, ví dụ như là mở những cái đại lý ở Đà Lạt, ở Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là sẽ liên kết với bạn bè hoặc là những người quen để mà có thể xuất khẩu cái sản phẩm mình ra nước ngoài. Có lẽ đối với nhiều người ở cái tuổi ngoài 50 sẽ chỉ thích hợp để có thể về hưu chăm sóc gia đình, nhưng đối với chị Mai Anh Phương chẳng bao giờ là quá muộn nếu chúng ta mạnh dạn theo đuổi đam mê và không bao giờ ngừng cố gắng cho dù là lứa tuổi nào.
Có thể nói, quyết tâm và niềm đam mê của chị đã góp phần truyền cảm hứng cho nhiều người để họ có thêm niềm tin rằng không có giới hạn nào cho ước mơ mà chỉ có những rào cản. Chỉ cần bạn có đủ đam mê, đủ nỗ lực và quyết tâm, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực.